Sau thông tin xe ô tô qua Bến Tre phải dán niêm phong cửa gây bất bình dư luận, mới đây hình ảnh này đã xuất hiện tại tỉnh Bình Phước. Rừng phòng hộ đầu nguồn ở Quảng Ngãi bị triệt hạ cháy phép quy mô lớn, kiểm lâm huyện nói người dân phá về làm nhà, chuồng trại gia súc, trong khi chủ tịch xã nói rằng đó là lâm tặc. Nhiều khu vực bang Kerala miền Nam Ấn Độ ngày 16 tháng 10 đã bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn, trong khi đó tỉnh Kerman ở miền đông Nam Iran xảy ra động đất hỏa hoạn do xe đạp điện ở Trung Quốc đang ở mức báo động. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc có thể chiếm Đài Loan để đáp ứng nhu cầu chất bán dẫn. Báo Le Monde của Pháp nhận định mạng xã hội LinkedIn rời Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng tách rời khỏi các nước phương Tây. Cựu quan chức ngũ giác đài cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc cài nội gián vào các doanh nghiệp Mỹ. Hạ viện Texas thông qua dự luật cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ. Chính phủ Venezuela tạm dừng đàm phán với phe đối lập sau khi đồng minh ông Maduro bị dẫn độ sang Mỹ. Kính chào quý vị! Mời quý vị theo dõi mục tin tổng hợp trưa ngày 17 tháng 10 của DKN TV. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, sau thông tin xe ô tô qua Bến Tre phải dán niêm phong cửa gây bất bình dư luận, mới đây hình ảnh này đã lại xuất hiện tại tỉnh Bình Phước. Cụ thể, chiều 16 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ô tô đi qua tỉnh Bình Phước bị dán niêm phong cửa. Niêm phong được đóng dấu của chốt kiểm soát sao bọng Đăng Hà ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, yêu cầu người trên ô tô không xuống xe khi di chuyển qua Bình Phước để về Bình Dương nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã làm khó người dân, làm trái quy định của thủ tướng và Bộ Giao thông Vận tải. Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bù Đăng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết huyện buộc phải làm như vậy vì qua test nhanh, các chốt phát hiện nhiều tài xế nhiễm Covid. Ông Lưu lý giải, huyện phải làm động tác cấm họ xuống xe khi qua địa bàn để bảo đảm công tác phòng dịch. Theo vị này, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, huyện Bù Đăng đã phát hiện 10 tài xế mắc Covid-19 khi test nhanh tại các chốt. Trước phản ánh của người dân về việc dán niêm phong cửa xe, ông Lưu cho biết huyện sẽ điều chỉnh lại. Trước đó, ô tô đi ngang tỉnh Bến Tre cũng phải niêm phong cửa. Chiều 16 tháng 10, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch tỉnh Bến Tre cho biết. Việc này do lực lượng tại chốt sáng tạo chứ tỉnh không chỉ đạo làm. Ông Tam cũng lưu ý, ông đã yêu cầu bỏ cách làm trên. Thưa quý vị, rừng phòng hộ đầu nguồn xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đang bị triệt hạ trái phép với quy mô lớn. Kiểm lâm huyện thì nói người dân phá về làm nhà, chuồng trại gia súc, trong khi chủ tịch xã cho rằng đó là lâm tặc. Theo ghi nhận của báo Thanh niên, ở rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Sơn Long, từ bên ngoài họ đã chứng kiến cảnh hàng loạt cây gỗ lớn bị cưa hạ không thương tiếc, có cây đường kính lên đến 1 mét. Càng đi sâu vào trong rừng thì quang cảnh hoang tàn như một đại công trường. Hàng loạt cây gỗ lớn bị cưa hạ, đường kính ít nhất là khoảng 50 cm, còn lại là từ 70 đến 80 cm, trong đó có rất nhiều cây mới bị cưa hạ, dấu cưa và bột cưa vẫn còn rất mới. Trao đổi với phóng viên Thanh niên, ông Trương Quang Học, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây cho rằng, việc khai thác gỗ ở rừng phòng hộ xã Sơn Long là do người dân khai thác về làm nhà, làm chuồng trại gia súc chứ không phải lâm tặc khai thác có tổ chức. Ông Học nói: Hàng tháng, Hạt vẫn thường xuyên tổ chức đi kiểm tra rừng trên địa bàn xã Sơn Long, kể cả vào ban đêm. Theo ông Học, từ đầu năm đến nay, Hạt đã phát hiện 23 vụ vi phạm, đã xử lý 4 vụ, tịch thu hơn 24 mét khối gỗ sẻ và hơn 3,6 mét khối gỗ tròn. Trong khi ông Học nói do dân phá rừng lấy gỗ về làm nhà, làm chuồng trại gia súc, thì Chủ tịch xã Sơn Long, Đỗ Thanh Vượt lại nói khác. Ông Vượt cho biết, Thông thường khoảng 2 đến 3 giờ sáng là có xe chở gỗ trên đường, mà giờ đó thì chỉ có lâm tặc, vì nếu người dân có chặt vài cây về làm nhà, sửa chuồng gia súc thì không ai làm lén lút như vậy. Quan sát địa hình, phóng viên lưu ý chỉ có một đường mòn duy nhất từ rừng ra đến bên ngoài, nhưng không hiểu sao chính quyền và ngành chức năng không ngăn chặn được lâm tặc vận chuyển gỗ. Ông vượt giải thích, khi chính quyền đưa người ra ngăn chặn, lâm tặc chở gỗ bằng xe máy chạy hết ga hết số, không ai dám cản lại vì sợ nguy hiểm. Còn ông Hợp thì thừa nhận khi kiểm lâm đi tuần tra, mật phục trong rừng thường bị phát hiện nên việc truy quét rất khó khăn. Lên đến tỉnh, Phó Tri Cục trưởng phụ trách Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Duy Hưng nói rằng hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây có báo cáo bằng miệng về việc có 22 cây gỗ bị cưa hạ ở rừng phòng hộ xã Sơn Long. Còn về khối lượng gỗ có bị tuồn ra khỏi rừng hay chưa thì Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức. Chuyển sang phần tin thế giới nhiều khu vực bang Kerala miền Nam Ấn Độ ngày 16 tháng 10 đã bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn, trong khi đó tỉnh Kerman ở miền đông Nam Iran xảy ra động đất. Giới chức địa phương bang Kerala đã phải ban bố cảnh báo đỏ ở 5 quận của bang và báo động màu da cam ở 7 quận khác. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo nguy cơ xảy ra rông bão và gió mạnh trên khắp Kerala. Hình ảnh ghi hình phát tán trên mạng xã hội cho thấy nhiều hành khách đang tìm cách thoát khỏi một chiếc xe buýt bị mắc kẹt trên con đường ngập nước. Một đoạn ghi hình khác quay cảnh đám đông tìm cách kéo một chiếc xe bằng dây thừng giữa trời mưa lớn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về phòng chống bão lụt mà chính phủ đưa ra. Cùng ngày, Trung tâm Địa chấn học Iran cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm dung chuyển khu vực Yazdansha thuộc tỉnh Kerman ở miền đông nam nước này vào lúc 18 giờ 46 theo giờ Việt Nam. Theo cơ quan xử lý khủng hoảng của tỉnh, tâm trấn trận động đất có độ sâu 10 km, nằm ở ngoài vùng khu dân cư và tới nay trận động đất chưa gây ra thương vong nào. Thưa quý vị, truyền thông Iran đưa tin một tàu hải quân của Iran ngày 16 tháng 10 đã vô hiệu hóa thành công một vụ tấn công cướp biển nhằm vào một tàu chở dầu của nước này trên vịnh Aden sau một vụ đọ súng kịch liệt. Theo báo cáo của kênh truyền hình nhà nước Irip, Nhóm cướp biển đi trên 5 xuồng cao tốc đã tấn công vào con tàu chở dầu của Tehran vào sáng 16 tháng 10. Tuy nhiên, dưới hỏa lực mạnh của Hải quân Iran, nhóm này đã buộc phải rút lui. Trong những năm gần đây, Hải quân Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động khi điều các tàu đến Ấn Độ Dương và Vịnh Aden để bảo vệ các tàu của Iran khỏi các cuộc tấn công của hải tặc Somali. Thưa quý vị, Trung Quốc là quốc gia có số lượng xe đạp điện lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số vụ cháy nổ do pin xe đạp điện gây ra rất đáng báo động. Trong những năm gần đây, xe đạp điện tử đã trở thành một phương tiện giao thông quan trọng ở Trung Quốc do giá cả phải chăng và tiện lợi. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc trong một báo cáo cho biết, doanh số bán xe đạp điện hàng năm vượt quá 30 triệu chiếc và số sở hữu hiện tại là gần 300 triệu chiếc. Dữ liệu của CCTV cho thấy, có tới 6.462 vụ cháy do pin xe đạp ở Trung Quốc, chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Theo truyền thông nhà nước Da Daily, kể từ năm 2009, hơn 70 vụ cháy xe đạp điện ở Trung Quốc đã dẫn đến tổng số gần 400 người chết. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, một vụ hỏa hoạn ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông đã làm 18 người thiệt mạng. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, một vụ hỏa hoạn ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang làm chết 11 người. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, nguyên nhân hàng đầu của các vụ hỏa hoạn là do lỗi điện và cháy tự phát từ pin xe đạp điện, lần lượt chiếm 62,1% và 23,5% sạc quá mức, phóng điện quá mức và đoạn mạch là một số nguyên nhân chính dẫn đến hư pin. Lưu Liu Yanlong, thư ký Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Hóa chất và Vật lý Trung Quốc, nói với CCTV rằng hầu hết pin xe đạp điện được sản xuất tại Trung Quốc có thể không đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Một số pin được tân trang lại cũng góp phần vào nguyên nhân của hỏa hoạn. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cảnh báo, khao khát có được các vi mạch dẫn đầu thế giới có thể là động lực khiến Bắc Kinh muốn tiếp quản Đài Loan. Trên thực tế, quốc gia độc lập Đài Loan là nơi có một số nhà máy bán dẫn lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, bao gồm nhà sản xuất vi mạch theo hợp đồng lớn nhất thế giới, tập đoàn sản xuất bán dẫn Đài Loan, TSMC. Công ty nghiên cứu IC Insight có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, hiện tại không có cơ sở sản xuất và năng lực vi mạch nào quan trọng hơn Đài Loan. Trung Quốc có một vấn đề lớn là không có khả năng sản xuất các thiết bị vi mạch tiên tiến hàng đầu cho nhu cầu hệ thống điện tử trong tương lai, một vấn đề mà họ tin rằng có thể được giải quyết thông qua việc thống nhất Đài Loan bằng bất cứ cách nào cần thiết. Đầu tháng này, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan với Đài Lục vì mục tiêu bảo tồn chủ quyền, dù thực tế sau cuộc nội chiến quốc cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ kiểm soát được Đài Loan. Các nhà nghiên cứu cho biết, Bắc Kinh khao khát khả năng sản xuất vi mạch máy tính hàng đầu thế giới của quốc đảo này. Trung Quốc là nhà nhập cảng vi mạch lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí thấp hơn của chuỗi giá trị bán dẫn. IC Insights cho biết, năm ngoái, Hoa Kỳ đã đặt ra các hạn chế về xuất cảng đối với tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei và nhà máy sản xuất vi mạch bản địa lớn nhất của Trung Quốc, SMIC, khiến Trung Quốc đặt câu hỏi về việc làm thế nào để có thể cạnh tranh trong các ngành công nghiệp vi mạch và điện tử trong tương lai. Theo phát hiện của họ, kết hợp lại, Trung Quốc và Đài Loan sẽ nắm giữ khoảng 37% công suất vi mạch toàn cầu, gần gấp 3 lần so với Bắc Mỹ. Dù là máy giặt, thiết bị điện tử hay máy bay chiến đấu, hàng triệu sản phẩm ngày nay phụ thuộc vào vi mạch điện tử, còn được gọi là chất bán dẫn để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử. Các vi mạch nhỏ hơn đi kèm với hiệu suất tốt hơn nhưng đòi hỏi các công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn để chế tạo. Nghiên cứu của IC Insights cho thấy Đài Loan và Hàn Quốc là hai quốc gia duy nhất có thể sản xuất vi mạch dưới 10 nanomet, tức 1% micromet. Dữ liệu cho thấy, bởi có TSMC dẫn đầu, Đài Loan cho đến nay đang nắm giữ thị phần lớn nhất, 63% về công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, trong khi Samsung có trụ sở tại Hàn Quốc nắm giữ 37% còn lại. Tình trạng thiếu vi mạch toàn cầu kéo dài do đại dịch gây ra đã làm nổi bật tầm quan trọng kinh tế và chiến lược của Đài Loan trong sản xuất vi mạch. Theo báo cáo của IC Insights, các nhà máy sản xuất bán dẫn độc lập chuyên dụng của Đài Loan được dự báo sẽ đại diện cho gần 80% tổng thị trường đúc bán dẫn chuyên doanh trên toàn thế giới vào năm 2021. TSMC gần đây đã công bố kế hoạch hôm 14 tháng 10 để mở một nhà máy mới tại Nhật Bản vào năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài đối với vi mạch. Tại sao Microsoft quyết định ngừng hoạt động của LinkedIn tại Trung Quốc? Đây là nội dung được tờ Le Monde của Pháp đăng tải trong một bài báo hôm thứ Sáu 15 tháng 10. Bài báo được viết bởi Simon Le Platt, phóng viên của tờ Le Monde ở Trung Quốc, nhận định rằng sự ra đi của mạng xã hội LinkedIn cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng tách rời khỏi các nước phương Tây. Trong thông báo hôm 14 tháng 10, LinkedIn cho biết việc đóng cửa sẽ được thực hiện vào cuối năm sau hơn 7 năm tồn tại. Hiện LinkedIn, mạng xã hội việc làm thuộc sở hữu của Microsoft, là nền tảng hiếm hoi có xuất xứ Mỹ còn hoạt động tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Microsoft đã tung ra phiên bản rút gọn của LinkedIn cho thị trường Trung Quốc vào năm 2014. Phiên bản này tích hợp các công cụ kiểm duyệt cần thiết để hoạt động ở Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực của LinkedIn nhằm làm hài lòng Bắc Kinh đã gây ra tranh cãi ở Hoa Kỳ. LinkedIn quyết định rời khỏi Trung Quốc trong bối cảnh các nhà chức trách Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát các công ty kỹ thuật số. Đặc biệt, một đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ cho phép chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt hơn dữ liệu của các công ty này. Vào tháng 3 năm 2021, LinkedIn đã tạm thời ngừng nhận đăng ký của khách hàng. Nguyên nhân việc này được cho là để tuân theo các quy định mới của Bắc Kinh. Mạng xã hội LinkedIn tuy không được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi, nhưng nó giúp các công ty và người dân kết nối quốc tế với các công ty và người dân từ các nơi khác trên thế giới một cách dễ dàng hơn. Vào tháng 9, chủ tịch Microsoft, Brad Smith cho biết Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của tập đoàn này chỉ chiếm chưa đến 2% doanh thu và tỷ trọng này đang giảm dần trong những năm gần đây. LinkedIn là gã khổng lồ internet cuối cùng của Mỹ ở Trung Quốc. Facebook và Twitter đã bị chặn ở Trung Quốc vào năm 2009 và Google đã cố gắng cung cấp kết quả tìm kiếm bị kiểm duyệt ở Trung Quốc nhưng không làm hài lòng Bắc Kinh. Vào năm 2021, cả ứng dụng trò chuyện mã hóa Signal và ứng dụng trò chuyện âm thanh Clubhouse đều trở thành những nền tảng không thể truy cập được ở Trung Quốc. Người dùng Internet Trung Quốc muốn biết sự thật, họ phải sử dụng VPN để truy cập các trang web và nền tảng bị chặn. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đang siết chặt các dịch vụ VPN khiến người dân Trung Quốc yêu sự thật ngày càng gặp khó khăn. Thưa quý vị, một cựu quan chức ngũ giác đài đã cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cho người thâm nhập vào các doanh nghiệp Mỹ. Ông Nicholas Jelen, cựu giám đốc phần mềm của lực lượng không quân và vũ trụ Hoa Kỳ cho biết, Thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực sự gửi rất nhiều người đến các trường đại học và các công ty sáng tạo nhất của chúng ta và có một nguy cơ rất lớn về việc xâm nhập dữ liệu từ bên trong. Ông nói thêm, mối đe dọa nội gián có lẽ là mối đe dọa bị đánh giá thấp nhất về mặt thương mại trong tất cả các tổ chức hàng đầu này. Các nhận xét của ông Chalen được đưa ra trong lần xuất hiện trên chương trình Những nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ của Apple TV. Theo ông Chalen, vấn đề quan trọng trong việc giảm thiểu mối đe dọa nội gián trong tương lai sẽ là cân bằng giữa mức độ thận trọng thích hợp đối với những người có quan hệ với chính quyền Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì bảo vệ các giá trị dân chủ của Mỹ. Ông cho rằng, nhân tố quan trọng trong việc bảo đảm ngành công nghiệp Mỹ sẽ hoạt động để phục vụ Hoa Kỳ một cách hiệu quả là cắt đứt sự phụ thuộc và ràng buộc của công nhân vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách hiện tại của Hoa Kỳ cấm các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ ông nói nếu họ sẵn sàng đến và tạo ra sự khác biệt họ thực sự có thể trở thành tài sản tuyệt vời bằng cách cung cấp thêm thông tin chi tiết về quốc gia của họ vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách giúp họ mang gia đình và cố gắng loại bỏ những phụ thuộc hoặc những tác dụng phụ và rủi ro có thể lây lan nhanh chóng này bạn phải chủ động tại một số thời điểm đó là một canh bạc nhưng đôi khi không thực hiện lại có nhiều rủi ro hơn là thực hiện Ngoài ra, cựu quan chức này cũng đề nghị Bộ Quốc phòng cần làm tốt hơn nữa trong việc hợp tác với các công ty công nghệ để ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm quyền thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, người phát ngôn của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết, vị tổng thống thứ 42 sẽ ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa để nhận thuốc kháng sinh và dự kiến sẽ được xuất viện vào chủ nhật, 17 tháng 10 theo giờ Mỹ. Tổng thống Clinton đã tiếp tục đạt được tiến bộ xuất sắc trong 24 giờ qua, Angel Urena, phát ngôn viên của ông Clinton viết trong một tweet Ông ấy sẽ ở lại qua đêm tại trung tâm y tế UC Irvine để tiếp tục nhận thuốc kháng sinh trước khi xuất viện dự kiến vào ngày mai. Người phát ngôn viên cũng lưu ý rằng ông Clinton đang có tinh thần tuyệt vời và đã dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè và xem bóng đá. Hạ viện Texas gần đây đã thông qua dự luật bảo vệ các môn thể thao nữ trước sự tiếp quản và thâm nhập của các vận động viên nam chuyển giới. Dự luật cứu lấy các môn thể thao nữ được thông qua Hạ viện Texas vào ngày 14 tháng 10 sẽ nghiêm cấm những học sinh nam tự xưng là phụ nữ, cạnh tranh với các vận động viên nữ. Tổ chức ủng hộ việc bảo tồn các giá trị gia đình Texas, Values đã ăn mừng sự tiến triển của dự luật này và dự luật này giờ đây sẽ được chuyển lên Thượng viện Texas. Một cố vấn chính sách cho tổ chức Texas Values, bà Mary Elizabeth Caston cho biết dự luật này sẽ bảo đảm một sân chơi bình đẳng. Bà cho biết, Chúng tôi rất vui khi Hạ viện Texas đứng lên ủng hộ các cô gái Texas bằng cách thông qua HB25, dự luật thể thao dành cho phụ nữ. Chúng tôi kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua nó và để dự luật này được ký thành luật để bảo vệ các quyền Titan 9 của trẻ em gái được chơi trên một sân chơi bình đẳng trong thể thao. Nhóm này tỏ ra lạc quan rằng dự luật sẽ được Thượng viện Texas thông qua và tới bàn của Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott để ký pháp. Hiện các tiểu bang khác như Alabama, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, Tennessee và West Virginia đã thông qua dự luật tương tự. Thống đốc tiểu bang South Dakota thậm chí còn đã ký một lệnh hành pháp ủng hộ cấm người chuyển giới tham gia thi đấu thể thao nữ. Thưa quý vị, chính phủ Venezuela cho biết họ sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán với phe đối lập đã được lên kế hoạch nối lại vào cuối tuần này sau khi quốc đảo Cape Verde dẫn độ doanh nhân Colombia Alex Saab đến Hoa Kỳ với cáo buộc rửa tiền. Thông báo được đưa ra bởi nhà lập pháp đảng xã hội Rodriguez, người đứng đầu nhóm đàm phán của chính phủ thiên tả Venezuela. Ông Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela sẽ không tham dự các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật 17 tháng 10. Chính phủ Venezuela hồi tháng 9 đã nêu tên Sáp, người đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020 khi máy bay của ông này dừng lại ở Cape Verde để tiếp nhiên liệu với tư cách là một thành viên trong nhóm đàm phán của họ tại các cuộc đàm phán với phe đối lập ở Mexico, nơi hai bên đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Sáp vào năm 2019 liên quan đến một âm mưu hối lộ để tận dụng tỷ giá hối đoái do nhà nước kiểm soát của Venezuela Hoa Kỳ cũng trừng phạt ông ta vì cáo buộc điều phối một mạng lưới tham nhũng cho phép Sáp và Maduro kiếm lợi từ một chương trình trợ cấp lương thực do nhà nước điều hành. Đài phát thanh quốc gia Cape Verde đã đưa tin về việc dẫn độ vào hôm thứ Bảy, 16 tháng 10. Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Colombia Ivan Duque gọi việc dẫn độ Sáp là một chiến thắng trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, rửa tiền và tham nhũng của chế độ độc tài Nicolas Maduro. Tòa án hiến pháp của Cape Verde đã ra phán quyết vào tháng 9 sau một cuộc chiến kéo dài tại tòa rằng sáp nên bị dẫn độ. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên mạng xã hội SafeChat, nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.